Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Mỹ Anh bắt đầu nổi cơn ghen tuông ngược với chị gái. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Đánh cắp số phận. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Việt Lâm và Hải Đăng đã gặp nhau trò chuyện về cuộc sống. Hải Đăng không biết giải bày cùng ai khi cô vợ của mình đột nhiên thay đổi quá nhiều và cả hai cũng muốn tìm cách giúp hai chị em Minh Anh. Việt Lâm không nói ra sự thật về việc tráo đổi gương mặt, nhưng lại muốn Minh Anh và Việt Lâm có cơ hội tiếp xúc với nhau hơn. Anh rất tiếc là lúc này chưa đủ bằng chứng để vạch tội Mỹ Anh. Nhưng nếu Minh Anh buông xuôi và bỏ đi thì mọi chuyện xem như kết thúc, và Việt Lâm muốn tìm cách giúp Minh Anh phải báo thù. Vì thế anh bằng với Hải Đăng, và xin phép thuyết phục Minh Anh vào làm tại công ty. Hải Đăng vui vẻ chấp nhận lời đề nghị này. Mục đích Việt Lâm hy vọng qua tiếp xúc, Hải Đăng sẽ nhận ra một điều gì đó khác biệt từ Minh Anh và anh cũng muốn Minh Anh đối diện với sự thật, xem cô em gái của cô độc ác như thế nào. Nếu Minh Anh cứ để Mỹ Anh lộng hành như vậy là đang tiếp tay cho kẻ thù ác. Mặc dù ban đầu Minh Anh nhiều lần từ chối, không muốn đối diện với em gái và Hải Đăng, nhưng vì mới bình phục, nếu cô ra đi sẽ làm cho mẹ và dì Út lo lắng, vả lại cũng khó tìm được việc làm, nên không đành phải chấp nhận lời đề nghị của Việt Lâm. Minh Anh biết rằng sẽ rất khó chịu khi cùng làm việc với em gái và người yêu của mình, cô càng biết đứa em gái không hề thích việc này chút nào. Nhưng cô sẽ tập cách đối diện với sự thật, không thể mãi né tránh. Minh Anh hy vọng tình cảm của hai chị em cũng không bị sứt mẻ bởi chuyện này. Trước những lời thuyết phục của Việt Lâm, cuối cùng thì Minh Anh cũng đã đồng ý vào làm việc ở công ty của Hải Đăng. Thế nhưng việc vào công ty Hải Đăng, làm việc cũng khởi đầu cho nguồn cơn cho những ganh ghét và hiềm khích của hai chị em ngày càng tăng thêm. Chỉ cần nghe tin từ bà Nga là chị gái vào công ty ba chồng làm việc là, Mỹ Anh đã nổi trận lôi đình và lập tức tìm cách đe dọa, cản trở điều này. Mỹ Anh nghĩ rằng Minh Anh vào công ty của mình, chắc chắn là để phá hoại cuộc đời của cô ta. Dù là vì công việc hay là vì Hải Đăng, thì không lý do gì lại phải chọn công ty của nhà chồng cô để làm việc. Cô tự cho đó là sự khiêu khích của bà chị già của mình. Trước đây cô từng nghĩ sẽ tiêu diệt chị gái, nhưng đã tha cho Minh Anh một mạng. Nhưng lần này nếu cố tình phá hoại và ve vãn Hải Đăng, thì đừng trách sao mình vô tình. Nước sông không phạm nước giếng, Mỹ Anh sẵn sàng từ bỏ máu mủ, tình thân để bảo vệ thân phận trong gia đình Trâm Anh Thế Việt nhà ông Khánh. Vừa lúc đó, Ngọc Vân cũng đề nghị cho chị dâu được vào công ty và ba mẹ Hải Đăng cũng ủng hộ điều này. Mỹ Anh nghĩ thầm, nếu vào làm việc thì mình sẽ bại lộ mất, nhưng chuyện đi làm cũng có cái lợi, vừa có thể tránh khỏi bà mẹ chồng khó tính ở nhà, vừa có thể canh me Minh Anh ở công ty. Đến công ty, cô sẽ tính tiếp đến chuyện khác, do đó trước mắt, Mỹ Anh chấp nhận lời đề nghị của gia đình chồng. Nghe vợ mình bắt đầu biết suy nghĩ cho tương lai, Hải Đăng là người vui sướng, hạnh phúc nhất. Anh gật đầu đồng ý và sẽ tìm vị trí thích hợp, những vị trí mà cô đã từng làm qua trước đây. Mỹ Anh nghĩ thầm, lần này để xem chị sẽ làm được gì, chị Minh Anh. Nhất cử nhất động của chị, tôi sẽ theo sát, đừng hòng đụng đến Hải Đăng. Thế là cả hai chị em cùng vô công ty làm việc cùng một thời gian. Thế nhưng thay vì tập trung vào chuyên môn, Mỹ Anh vào công ty chỉ có mục đích hãm hại chị mình. Gặp nhau là cô đuổi, chửi mắng và ngay cả gạt dò Minh Anh té ngã ngay trước mặt Hải Đăng, khiến anh cũng phải bất bình thay. Minh Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, không chịu đầu hàng. Cô tập trung vào công việc, học hỏi và hòa đồng với mọi người. Có Việt Lâm giúp đỡ nên mau chóng thích nghi với công việc trong một gương mặt mới. Cũng trong công ty, Hải Đăng và Minh Anh bắt đầu tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Dù cố gắng gạt đi những suy nghĩ trong đầu, Hải Đăng vẫn thấy người em này rất đổi quen thuộc, từ cử chỉ đến ánh mắt khiến anh không thể rời mắt. Minh Anh càng bị vợ mình ức hiếp, Hải Đăng lại càng tội nghiệp và muốn bù đắp cho cô em gái này. Thế là anh chủ động rủ Minh Anh đi mua sắm những bộ áo mới, trò chuyện với cô nhiều hơn, mục đích là để Minh Anh vui vẻ mà đi làm. Cơn ghen của Mỹ Anh cũng bắt đầu từ đấy. Cô tìm và chửi thẳng mặt cả hai, Mỹ Anh bảo rằng trên đời không bao giờ có chuyện em rể chở em vợ đi mua sắm riêng, lại còn ánh mắt đắm đuối nhìn nhau, như vậy chẳng ra thể thống gì. Cô cũng mắng chồng mình đang bị Minh Anh lợi dụng, đẩy đưa để mua sắm quần áo, khuyên anh nên tránh xa Minh Anh ra. Trước việc Mỹ Anh bắt đầu nổi cơn ghen tuông thì Hải Đăng và Minh Anh sẽ ra sao? Mỹ Anh sẽ còn bày ra âm mưu gì để tống cổ bà chị gái? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh cắp số phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.